cùng nhau khép mắt lại đi em. Ý thức bạn là có mặt ở đây. Thân xác và tâm trí đang ở trong lớp học này. Bạn đến đây với mục đích gì? Và hãy luôn giữ mục đích này trong bài học này. Cùng nhau chắp tay, xoa bàn tay của mình, đặt tay vào mắt, chớp mắt. Chào các lớp. Namaste. Rồi mình co gối lại đi. Hai tay chống về sau, mở rộng chân một chút. Thứ hai là gối qua bên phải, vai thả lỏng qua bên trái, hít về giữa, thở về bên, 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 thở hít vào về giữa này. Thở ra nên mình xoay người qua bên phải này. Cái gối, hai gối này vẫn đi qua phải nhé. Đi hai người qua bên phải. Mình gập người xuống. Giãn cái mông mình ra. Không xoắn về hẳn về sau vậy đâu cô Phương với chị Liên. Nó xoắn sang ngang thôi. Hít vào nâng lên đó. Thở đổi bên. Mình chỉ xoắn sang ngang thôi, không xoắn về sau đâu. Cảm nhận nó giãn cái mông. Vai trái thả lỏng ra chị đi. Hít nâng lên. Thả đối bên lần nữa. Mình luồn cái tay bên phải xuống, tay bên trái xuống cái lớp nhá. Luồn tay trái xuống nách. Vai thả lỏng xuống. Rồi co tay phải lại, hít nâng lên, thả tới bên. Rồi hít vào, mình nâng lên,
khoanh chân lại, hai tay sang ngang, sang ngang đừng để thắt lưng về trước, thở ra hạ tay phải xuống nghiêng người, thả lỏng vai xuống, hít về giữa, hạ tay trái, vai thả lỏng xuống, hít về giữa, hạ tay phải. Hít về giữa, hạ tay trái. Hít về giữa, thở về bên. Thẳng cái tay đi trước, thẳng cái chân. Hít về giữa, thở về bên. Hít vào về giữa, thở xoắn người qua phải. Hít về giữa, thở xoắn trái. Hít về giữa, thở ở bên. Mở bụng, mở ngực. Nhấn cái tay với cái đùi, cảm nhận cái vai nó giãn lên cái lớp. Hít về giữa, thở đôi bên. Hít về giữa, thở đôi bên. Hít về giữa, thở đôi bên lần nữa. Hít về giữa, thở đặt tay vào gối, cuộn tròn lưng lại, kéo vai về sau. Hít vào, vươn bụng bỏ ngực. Thở ra, cuộn tròn lưng lại. Hít vào, kéo dài cái đốt sống cổ của mình lên. Thở ra. Hít vào, vươn tim, vươn cổ họng, thở ra. Rồi hít vào, từ thẳng lưng, mình co chân lại cái đó, chống hai tay về trước. Vươn dài cột sống lên, từ từ mình nâng cái từng chân lên, cái tay vẫn chống này, co gối lại, vươn vai, vươn ngực, đừng cong lưng lại, vươn lưng lên, vươn ngực lên, rồi đưa hai tay về trước, hít vào, thở miệng, thở dần, thở dần, chân và người đi tìm về sàn nhà. Rồi hạ xuống đi ạ. Rồi co cái gối lại cái lớp. Hạ người xuống. Co gối lại. Chuẩn bị về tư thế cái cầu ấy. Xuôi cái tay về sau được cái lớp lòng bàn tay ngửa. Thở ra. Mình cuộn xương đuôi lại. Khép bàn chân của tụi nâng mông lên. Nó chuyển đường xòe, đừng mở gối. Gối trụ mà. Hít hạ xuống. Lòng bàn tay ngửa của tụi. Thở lên. Cuộn xương đuôi, ý thức là mình đang kẹp đùi vào cái nhá, không trộm chị Tuyết, thế là trộm rồi, xoay bàn chân này. Hít hạ xuống, bước Hương ôm đùi vào đeo Hương. Bắt chuyển co gót chân gần bông tí nữa nào. Thở lên. Hít hạ xuống. Thở lên. Chân được xuống. Giữ, cảm nhận. Nâng mông chút nữa chị. Nâng mông chút nữa không chị. Ôm gối với chị Hạnh. Hít vào hạ xuống. Hai chân vươn lên trần nhà.
hai hít vào lớp, hai tay vươn qua đầu, thở ra này, từ từ gập người, vừa gập tới đâu chân hạ thấp xuống sàn nhà rồi đấy, đi ngược lại nãy, tiếp tục lên dần, thở thở lên 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 lên. Rồi khoanh hai chân lại và thấy cái bàn, thấy cái bàn. Xòe căng bàn tay lên lưng, cuộn mông lại thở. Hít vào, vươn bụng vươn ngực. Xòe bàn tay lên lưng, thở cuộn mông. Nâng vai lên, hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Rồi hít vào thẳng lưng, đưa chân phải về sau lớp, bàn chân chạm sàn. Rồi đưa cái tay trái về phía trước, đưa trước thôi chứ đừng làm lệch cái vai phải với vai trái cái lớp nhá, vẫn giữ nguyên vai phải. Nhấn cái bàn tay bên phải xuống sàn nhà, thở, xin lỗi, nhấn bàn tay phải xuống nhà, thở co gối phải vào lồng ngực. Hít vào, đưa tay, đưa chân về sau, úp mông xuống, chị Hạnh, nâng chân lên cô Thúy, thở co gối vào lồng ngực, vươn bụng lên. Bương hạ tay xuống, chị Liên hạ tay xuống, hít lên, vươn bụng mở ngực, thở co, hít lên, ở giữ lấy úp hông xuống chị ạ, chị nghe, thở này mình nhấc cái tay bên trái ra khỏi sàn nhà, ở chỉ nhấc ra thôi, lòng tay hướng lên trần nhà, nhấn mạnh cái bàn tay bố cái ngón tay phải vươn cái vai lên, rồi thở ra hạ cái tay trái về vị trí cũ, co gối phải vào lồng ngực, giữ nguyên như vậy, hít vào, thở ra, mình nhấn bàn tay nâng nhẹ đầu gối trái khỏi sàn nhà, giữ nguyên, hít vào, thở tách chân bên phải sang ngang, hạ đầu gối trái xuống, hít nâng người lên, hai tay sang ngang. Rồi thở cuộn xương đuôi xuống, xuôi tay phải nghiêng người, tay trái đặt ở hộp sọ bao chuyển, hít về giữa hai tay sang ngang, thở hạ tay nghiêng người, cái vai đừng đưa về sau chi tiết, đặt cái tay phải về phía trước. Thả lỏng vai xuống lớp, ý thức cái nhóm cơ lên sườn của mình, xương đuôi cuộn lắm nhá. Hít vào về giữa, hai tay sang ngang, cuộn nhẹ xương đuôi lại, gập người xuống sàn nhà, thở. Đưa cái tay bên trái dịch vào trong bên phải một chút, hít vào kéo cùi trò phải, vươn tay phải lên trần nhà, nâng cái vai lên, lòng bàn tay hướng ra phía hồ một lớp, đừng ngửa bàn tay lên, vươn dài đỉnh đầu lên cái lớp, mắt nhìn về phía hồ nhé, đừng nhìn lên trần nhà, tập trung hơi thở, hít vào cái lớp, thở ra mình ôm lấy chậu lại, nâng đầu gối bên trái lên, rồi hạ đầu gối xuống, luồn tay phải dưới nách, đưa cái tay trái về trước, rồi co tay trái lại, hít nâng người lên,
đưa tay về vị trí, thở co gối phải và lồng ngực. Tách bàn tay thì Tuyết đừng chụm tay như vậy. Giữ nguyên như vậy, hít vào. Thở nâng đầu gối bên trái lên. Đặt bàn chân dần cạnh con cái. Hạ nhấc cái chân trái về sau, hạ đầu gối xuống. Hít vươn người lên. Xương đuôi mình cuộn lại. Hai tay sang ngang mình thở. Giữ nguyên, hít vào. Thở cuộn xương đuôi, nghiêng người qua bên phải. Nghiêng người một chút nữa chuyện. Kết nối với cơ thể của mình. Rồi hạ cái tay bên trái ngang với cổ chân bên phải. Ngang cổ chân phải, kéo cùi chỏ bên phải, vươn tay phải lên trần nhà. Kéo cùi chỏ. Vươn dài, mở bụng mở ngực lên cái lớn. Rồi hít vào, nâng đầu gối sau lên. Nhấn cái bàn tay xuống. Vẫn xòe căng cái bàn tay, nâng đầu gối sau lên. Cái khỉu tay mềm đó. Tưởng tượng cái lớn nghe, ý thức là giữa cái đầu vai, cái đầu vai bên trái và cái đầu gối bên phải, nó đang ôm vào đường giữa. Nó đang ôm vào đường giữa. Đầu vai bên trái và đầu gối bên phải. Rồi vươn tay về phía đỉnh đầu của lớp. Hạ bàn tay xuống. Xoay người qua bên trái. Hướng ngón chân trái lên trần nhà. Trùng gối phải lại. Hai tay chắp trước ngực. Hoặc hạ tay xuống sàn nhà nếu khó. Người đừng nghiêng qua bên phải ạ. Người mình đang đi về bên trái. Để nó kéo giãn cơ đã. Nếu căng quá thì mình sẽ hạ tay xuống sàn nhà. Thả lỏng vai xuống. Nó chuyển hướng ngón chân lên trần nhà nào. Đúng rồi, thả lỏng vai. Vai thả lỏng xuống cái lưng nhé. Dựng bàn chân lên. Rồi hạ tay xuống, xoay người qua phải. Đưa chân về tư thế thiên nga. Lách cái mông xuống, chìm mông xuống sàn nhà. Úp mông trái xuống. Vai thả lỏng xuống. Thở ra để cơ mông được giãn. Co tay lại, hít vào, nâng người lên. Rút chân về sau về tư thế về ngược. Kéo góc hông về sau rồi lắm. Xòe bàn tay nó bám chặt rồi. Hít vào đẩy người trước tư thế tấm ván. Nâng cái vai. Nâng hông trái anh chị nghe. Thở ra hạ đầu gối xuống, ngực cằm xuống. Trán chạm sàn. Nhấn bàn tay, con rắn hít. Vươn bụng mở ngực ra. Cái chân xuôi xuống cô vận. Thở ra mình cuộn cái mông nâng lên về ngược. Kéo góc hông về sau. Đẩy xương đỉnh đùi xong. Cái vai đừng khóa lại chị Tuyết. Nhả vai ra. Bắp tay xoay như nào đấy. Ở hít tròn vai trước, hạ đầu gối xuống. Thấy cái bảng. Mình đưa cái chân trái về sau rồi lớp. Cái tay phải mình đưa về trước. Mình chỉ chạm vào đầu ngón tay này cái lớp này. Hạ tay xuống. Đấy, chạm vào đầu ngón tay thôi. Ý thức của mình đang kéo cái đầu vai về. Từ từ mình nâng cái chân bên trái lên. Thở ra mình co gối trái vào ngực.
lùi cái, hít vào đưa chân trái sau, kéo cái lùi cái tay lại, chị Tuyết tay trái lùi lại, thở co gối vào, nhấn bàn tay lên, khi co gối nhấn bàn tay lên, cuộn cái bụng lên, hít vào, nó chở đưa cái tay về trước giữ nguyên ở vị trí đấy, thở co, cuộn cái bụng lên, cơ bụng co sâu lên thì cái vai cái tay nó đỡ bị đánh nặng, hít vào, thở tiếp tục co, cuộn sâu cái vai, hít vào, úp hông xuống chị Tuyết, rồi từ từ nâng cái tay phải lên cái lớp, lòng tay ngửa, nâng khỏi sàn nhà ấy, nâng cao dẫn điện chị, úp hông xuống chị Hạnh, nâng cái bụng nâng lên cái lớp nhá, bụng nó cuộn lại đấy, rồi hạ bàn tay xuống sàn, co gối vào ngực, nhấn bàn chân xòe căng các ngón tay, nhấn cái ngón bàn tay xuống sàn nhà, hít nâng đầu gối phải lên. Rồi tách cái đầu gối sang ngang, đầu gối trái sang ngang. Rồi hạ bàn chân xuống. Rồi hít nâng người lên người lên. Hạ gối xuống chuyển, hạ gối phải xuống. Hít nâng người lên. Cổ chân thẳng đầu gối chị. Hai tay sang ngang nè. Thở xuôi cái tay trái xuống, đặt cái tay phải lên hộp sọ, nghiêng người. Cái vai đừng để sau cô Hương, cô Vân. Hít vào hai tay sang ngang. Thả cuộn xương đuôi nghiêng người. Hít vào hai tay sang ngang. Thả nghiêng người một lần nữa. Vai thả lỏng xuống. Mình cứ vai cứ thả lỏng, xương đuôi cứ cuộn vào, cảm nhận cơ nó giãn. Nhớ phải tự ý thức vào đấy nha, người lập nha. Vẫn tập trung ý thức của mình đấy. Hít vào hai tay sang ngang, cuộn cái xương đuôi lại gập người xuống, vươn bụng lên. Rồi đưa cái tay phải dịch vào trong một chút, kéo cùi chỏ bên trái, vươn tay trái lên trần nhà. Mở bụng mở ngực ra, giữ nguyên hít vào, thở từ từ mình nhấn cái bàn tay xuống, nâng cái đầu gối bên phải lên, nâng một chút thôi. Giữ nguyên hít, thở hạ đầu gối xuống, luồn tay trái dưới nách phải. Thả lỏng vai trái xuống. Bác trưởng có thể co gối trái về cũng được. Ngang với gối phải, ngang với đầu gối phải giống như gối phải. Rồi bác luồn tay, ok. Bác Hương thế, nếu nó căng quá thì gập chân lại đi. Thả lỏng vai trái được không chị Nga? Rồi co tay phải lại cái lớp, hít nâng người lên. Rồi nhấn cái bàn tay cái lớp, co gối trái với lồng ngực. Thở từ từ nâng đầu gối phải lên. Nâng vai lên. Đặt bàn chân cạnh con cái. Kéo dài gối chân phải về sau. Hít vào hai tay vươn người lên. Thở ra xuôi cái tay trái xuống nghiêng người. Vai thả lỏng xuống. Lòng tay hướng về trước. Lại tưởng tượng cái đầu gối nó đang ôm vào trong chứ đừng có mở nó ra. Rồi hạ cái tay phải ngang cổ chân bên trái, nâng cái đầu gối bên chưa nâng nữa, kéo cùi chỏ trái vươn lên trần nhà. Mở bụng mở ngực lên. Ôm gối vào từ đường vai nào, đầu vai bên phải và đầu gối bên trái nào, ôm vào chị Tuyết. Đúng rồi, đừng có lật ra ngoài. Nhấn bàn tay hít nâng đầu gối phải lên. Mở bụng mở ngực lên. Nâng gối nữa là không chị Hạnh. Đẩy mông qua phía bên phải đi cô Vân. Rồi vươn tay về phía đỉnh đầu, ôm gối chị Tuyết, hạ bàn tay xuống.
Xoay người qua phía bên phải, xoay ngón chân bên phải lên trần nhà, trùng gối trái và hai tay chắp trước ngực. Đừng dồn lực vào phía trước nhiều quá chị Vân, chị Tuyết. Thả lỏng vai đó. Cảm nhận cơ đùi của bạn được giãn. Hạ tay xuống sàn nhà, xoay người qua bên trái, đưa chân về tít tít nghe, kéo dài mông về sau, chìm mông xuống sàn nhà thở. Tách cùi chỏ sang ngang đi chị. Mình thở là cái mông nó giãn được lắm. Đừng đấu tranh với nó. Hít vào, mình nâng người lên, đút chân về sau, tư thế tâm ván, nâng cái vai, vươn cổ họng lên chị Tuyết, kéo cằm lại cô Vân, hạ đầu gối xuống, đẩy ngược về trước, đẩy luôn ngược về trước đấy ạ, ngược cằm chạm sàn, trán chạm sàn, hai tay sang ngang. Tách cái mông ra, hít nâng cái ngực lên, nâng hộp sọ lên, kéo cằm lại chi tiết, đừng vươn cằm trước, nâng tay lên nữa đi, nâng tay, thở hạ xuống, hít nâng lên, nâng cánh tay lên nữa cả lớp, vươn cổ họng lên chị Hạnh ơi, vươn vừa thôi, thở hạ xuống, tiếp tục hít lên. Vươn tim, tách mông, thở hạ xuống, hít nâng chân trái, lật hông qua bên phải, vươn dài cái hông của mình, co cái tay trái lại để đẩy mở bụng mở ngực sang bên phải, kết nối với cơ thể mình đi cái lớp. Thấy được gì trong tư thế? Hít vào về giữa, nâng chân lên ạ, đổi bên, mở hông, hít vào trở lại, đẩy mông về sau, đẩy tư thế đứa trẻ, em bé, nói chuyện, thả lỏng vai, điều hòa lại hơi thở của mình. Đưa tay về trước lớp, hít nâng người lên, tư thế cái bàn, cái bàn. Thở ra từ từ mình lên về ngược,
xòe bàn tay ra. Hít từ từ nâng chân phải. Thở co gối với lồng ngực. Đặt bàn chân cạnh con cái. Mình gặp người để cái chân trước từ từ thẳng. Chúng ta cầm gạch, 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 gạch. Gặp đây lớp trưởng, gặp được nữa đấy. Gặp xuống, thả lỏng vai xuống. Vươn cái bụng lên chị. Đấy mông phải sau. Cái ngón chân sau hướng về trước, hướng thẳng về trước. Ngón chân trái chị Tuyết hướng về trước. Vươn bụng lên cô Thụy. Đừng cong cái bụng lại, thả lỏng vai. Nâng mông phải, cô Vân gặp đi. Gặp thả lỏng vai ra. Đó, nâng mông trái đấy. Đúng rồi. Cái chân nó vẫn giữ thẳng vậy ở lớp nhá. Nhấc cái chân sau lên một bàn chân chị. Đó, hạ cái bên gạch bên tay trái xuống. Bàn tay ngang cổ chân đấy. Rồi, kéo cùi trò phải. Thở từ từ vươn tay phải lên trần nhà. Cái mông lúc này nó sẽ đang đẩy qua bên phải đấy cả lớp ơi. Chè bàn tay lên cả lớp. Không nhìn theo tay ạ. Hộp sọ vươn dài lên cả lớp. Bàn chân bám vào. Nhấn bàn chân thì vươn lên. Đẩy người qua bên trái, bên phải chị. Đẩy vai qua phải. Rồi vươn tay về phía trước của lớp. Hạ cái bên viên tay tay bên phải lên cái viên gạch bên phải đấy. Xoay cái chân sau vuông góc. Rồi kéo cùi chỏ bên trái. Vươn tay trái lên trần nhà. Nhấn cái bàn tay phải vươn lên. Thẳng gối á. Cái mũi chân trước nó vẫn hướng thẳng về trước. Đừng ép cái vai sau chị. Mở bụng mở ngực lên. Cái chân trước thì dáng muốn nó thẳng một chút cái lớp nha. Chân muốn chuyển đừng lật cái chân đi ra. Mở chân đi ra. Ok. Vươn tay về phía đỉnh đầu của lớp. Hạ bàn tay xuống. Đặt cầm lên trên gạch. Xoay, hai tay cầm gạch xoay người qua trái. Xoay mũi chân phải đi theo. Giữ nguyên mông ở vị trí giữa như vậy của lớp nhé. Di chuyển hai tay qua phía bên trái. Di chuyển hai tay qua phía bên trái. Đúng rồi. Nó sẽ giãn cái cơ lên sườn bên phải đấy. Thả lỏng vai, mông vẫn giữ vị trí giữa vậy. Thả lỏng vai, hai mũi chân đóng vào trong chị Tuyết ơi. Hai chân thẳng hàng nhau nè, chân đang so le nè. Nhìn có nó có đường thẳng đây này, cái này mà đặt thôi. Thả lỏng vai xuống nữa, cái lớp trùng cái cùi trò xuống nữa. Thả lỏng vai để nó giãn đó. Mông ý thức cái mông phải đẩy về sau. Thả lỏng vai nữa chị Nga, thả lỏng cùi hộp sọ xuống. Vươn cái bụng lên chị Tuyết, đừng co lưng lại. Hít về giữa. Thả đôi bên. Chị Tuyết là chân rộng quá. Khép chân vào đi. Ok rồi. Hít vào về giữa, xoay người qua bên phải. Xoay người qua bên phải, đẹt gạch hai bên bên, rút chân về sau, tấm ván. Nâng cái vai này lắm. Hạ gối xuống, ngực cằm xuống. Xuôi hai tay về sau ở lớp. Chạm con đầu ngón tay xuống sàn nhà nào. Xoay cái vai. Đúng rồi, nâng cái nách lên, nâng cái ngực lên. Nâng hộp sọ lên, đưa tay khỏi sàn nhà. Kéo dài cái tay về sau. Kéo cằm lại. Hít nâng thêm một chút nữa nếu được. Mông tách. Rồi hạ xuống sàn nhà thở. Rồi hít nâng cái mông lên lớp ạ. Thở đẩy về tư thế bên ngược. Kéo góc hông về sau nào. Đẩy xương đỉnh đùi về sau. Bám chặt không di chuyển tay gì cả, giữ nguyên như vậy. Tập trung hơi thở cả mình.
cảm nhận chị này, giữ nguyên không ngó đầu gì cả, xoay cái này xong thế vai này mở nhá, thõng vào, xoay vào, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít nâng chân trái lên lớp, thở co gối trái vào lồng ngực, cuộn sâu lên, đặt bàn chân cạnh con cái, hai tay cầm gạch vậy, chân trước từ từ thẳng, kéo góc hông lên. Vươn bụng lên cả lớp, thả lỏng vai xuống, thả lỏng vai chị, đừng mông trái lên, eo trái đang co rồi, mông trái, rồi đặt cái viên gạch ở phía bên phải xuống, rồi kéo cùi chỏ bên trái, vươn tay trái lên trần nhà, hai chân vẫn đang thẳng. Cái cổ bên phải, cổ bên trái đừng co lại, cái tay đừng đưa về sau như này, nhấn bàn tay xuống cả lớp này, vươn bụng vươn ngược lên, mở bụng mở ngực. Đẩy mông qua bên phải đâu okay. Rồi vươn tay về phía đỉnh đầu, hạ tay bên phải ở bên phải bên gạch ở phải, xoay chân sau, rồi kéo cùi chỏ bên phải, vươn tay phải lên trần nhà, thấp cũng được một cao cũng được không sao, đừng nhìn theo nó có vân, kéo cặp lại để vươn dài thẳng cái đỉnh đầu về trước, cái bụng và cái ngực đừng đừng đờ, đừng ấy lại, thở lại con, siết cơ lại, vặn từ đây chứ không phải vặn từ cánh tay, mình vặn từ cái cơ ngực này cái lớp nhé, từ cái nhóm cơ ngực này chứ không phải mình dùng cái thằng ngọn này mình ép nó về sau này. Rồi vươn tay về phía trước của lớp, thở hạ bàn tay trên bên gạch, xoay người qua bên trái, bên phải, bên phải, phải đóng mũi chân lại, khép hai chân lại dịch với nhau, thở ra chìm mông xuống sàn nhà, chìm mông xuống nhà, khép chân lại, nó chở đi đâu, chìm mông xuống sàn nhà, hai gót chân thẳng hàng nhau, thả lỏng vai xuống, chìm mông xuống sàn nhà chị Liên ơi, hai tay chặt trước ngực, cái bàn chân đừng lăn lên nhiều lắm, dùng cái cùi chỏ đẩy đầu gối ra ngoài, kéo cầm lại cái lớp, kéo cầm lại là kéo cầm lại chị Hạnh, thả lỏng cái hông mình, thả lỏng xuống nhé, kéo cầm vươn bụng lên chị Tuyết, kéo cầm lại, thả lỏng cái hông xuống, mình ý thức mình cứ đang thở, mình thả lỏng hông xuống, hộp sọ thì vươn dài đây, mình nhận thức được gì về cơ thể mình lúc này, à, mình hạ cái bàn tay xuống, xoay người qua trái, rồi hạ rút chân về sau tôi vặn, nâng vai cái lớp, hạ đầu gối xuống, ngực cằm xuống, lao vừa là chị Tuyết bò mồi chị nghe, rồi xoay vai hít lên rắn, vươn bụng vươn ngực lên. Rồi về tư thế bé thở. Thả lỏng cái vai.
Rồi mình nâng người lên đến cái lớp này. Đưa chân về trước thả lỏng. Vỗ đầu gối xuống. Ở hai tay mình sang ngang này. Mình xoắn 180 độ đằng sau luôn. Rồi nằm xuống ấy. Hai tay phải đi tìm đến mép thảm bên trái. Đúng rồi. Hai tay sang ngang luôn. Má phải chạm thảm luôn, chuyển. Đó. Thả lỏng cái vai này. Thả lỏng cái mông bên trái đi về sàn nhà. Thả lỏng lớp nhá, đừng có gồng.